Dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất là nhiều các bác điện về hỏi cho em Hảo rằng là làm thế nào để sử dụng cái thuốc trâu rừng đen, thuốc trừ cỏ trâu rừng đen các bác nhé. Rẻ nhất trên thị trường, hàng chính hãng mà được tốt nhất. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm là chưa biết sử dụng như thế nào cho cái thuốc trâu rừng đen nó hiệu quả thì mời các bác xem hết video này. Hôm nay em có rất là nhiều đơn trâu rừng đen các bác nhé, đi mọi miền Tổ quốc. Thì em sẽ hướng dẫn cho các bác là làm thế nào để sử dụng tốt nhất cho các bác được tiết kiệm nhất. Ok, và chúng ta cùng vào video các bác nha. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, ở đây là ngày hôm nay là cái hàng của em đi này các bác này, 2, 4, 5, 6, 7 thùng trâu rừng đen các bác nhé, rất là nhiều trâu rừng đen. Và hàng ngày thì em phải trả lời rất là nhiều cái câu hỏi là em ơi, giá trâu rừng đen hôm nay bao nhiêu và làm thế nào để biết được cái hàng giả, hàng nhái, hàng thật các bác nhé. Thế thì hôm nay em sẽ đây là cái hàng trâu rừng đen các bác này. Đấy, đây là mẫu mới các bác nhé. Đây, mẫu mới này. Mẫu mới thì nó họ sẽ cảnh báo cho các bác biết được là cái phân biệt thuốc trừ cỏ trâu rừng đen và các loại thuốc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các bác nhé. Thế thì các bác có thể thấy rằng đây là cái trâu rừng đen thật này các bác này. Thứ nhất là cái nắp nó dài các bác nhé, nắp nó dài. Thứ hai là nó có cái tem này. Đấy. Và thứ ba nữa là các bác sẽ thấy rằng là nó có chữ trâu rừng đen. Đấy. Còn cái thuốc nhái này, giả mạo này, các bác có thể thấy này, nó ghi có mẫu trâu rừng thôi. Nắp thì nó khoảng 75ml các bác nhá. Nước là nó màu xanh các bác này, xanh nhưng mà nó rất là nhạt các bác nhá. Vâng. Còn đây là nước màu xanh này, rất là đậm này. Xanh đậm và rất là đậm đặc các bác. Đấy. Khi mà các bác nhận được cái hàng của Trần Văn Hảo về thì các bác có thể là kiểm tra, thứ nhất là cái con số của nó trọng lượng nha các bác nhá, là 1060. Đấy. Đấy, 1060g. Vâng, còn 900ml các bác nhé, thể tích thực của nó là 900ml các bác này. Tem chính hãng này, đấy, tem chính hãng này. Và cái nắp này là 150ml, đấy, để cho các bác biết nhé. Còn trên thị trường là nó cứ bảo sao mà có nơi nó bán chỉ có 47.000 thôi. Vâng, 47.000 này còn free ship. Vâng, thế thì em xin thông báo với các bác 47.000 mà free ship là toàn bộ đó là hàng giả. Vâng, em cam kết với các bác luôn. Thế thì hôm nay em đi được rất là nhiều đơn và cảm ơn các bác đã mua được cái sản phẩm chính hãng từ bên em. Vâng, thế thì em xin chia sẻ ngắn gọn các bác nhé. Các bác mà muốn diệt cỏ được hiệu quả thì các bác cần mỗi một bình bơm là các bác phải pha cho em là 200ml các bác nhé. 200ml, bình bơm 20 lít là pha 200ml. Nếu cỏ nào mà già ấy, thì các bác pha cho em thêm một gói Ani, được chưa? Hoặc là một nắm muối thôi nhé. Đấy, có mấy bí quyết mà người ta chia sẻ về cho em là người ta xài muối cũng rất là ok và người ta xài cái Ani rất là ok. Đấy. Có thêm bám siêu bám dính thì càng tốt mà. Đấy, rồi các bác phun kỹ đi chậm, ướt đều cỏ từ trên xuống dưới cho em nhé. Ướt đều từ thân mà khi cỏ phải khô xương các bác nhá. Chứ còn sáng ngày ra các bác tranh thủ các bác ra phun sớm, trong khi đó mà cỏ chưa khô xương thì nó cũng chưa chết đâu các bác nhá. Nó không chết được, rất là khó chết. Vâng. Đấy là khi các bác có cái sản phẩm trên tay thì các bác làm sao phải sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Nếu các bác thấy tốt thì các bác giới thiệu cho em nhé. Hôm nay cũng rất là nhiều các bác đã giới thiệu ở trong đây. Cho những cái người bạn anh em, người ta để có người mua được cái sản phẩm tốt từ bên shop của Trần Văn Hảo các bác nhé. Đấy, thế thì các bác nếu mà cỏ cao này nhá, cỏ cao cao quá rồi thì các bác phát đi cho em tí, lấy cái máy phát cỏ phát cho em tí, rồi để nó mọc lên khoảng 5-10 phân, các bác phun như vậy thì nó vừa tiết kiệm thuốc các bác nhé, và cỏ nó chết rất là sạch các bác. Vâng, thế thì bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm sản phẩm hàng chính hãng trâu rừng đen như thế này, thì các bác nhanh tay nhắn tin sau số Zalo các bác nhé. 0976875413 hoặc là 0352523778 để vợ chồng em kết nối và nên đơn cho các bác. Và các bác sẽ có được cái sản phẩm ok như ngày hôm nay. Và bác nào còn có ý kiến gì, còn có cái bình luận gì thì xin cứ ở lại phần bình luận nhé. Bác nào thấy hay thì hãy cho em một like và nhớ chia sẻ cho tất cả những mọi người cùng biết. Bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký vào cái nút hình tròn của mình. Nếu mà thấy hay nữa thì các bạn có thể xem cái video bên trái hoặc là bên phải màn hình. Ok, Trần Hảo xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.